Kính chào quý vị, và hiện nay là chuyến thứ hai trong ngày chúng tôi đang chuyển hàng đi Phú Thọ. Và đây là chiếc sập cẩm lai, một lá của chúng tôi. Và đẩy vào đây. Đây là chiếc sập này thì vô cùng nặng, và vừa nãy là chục người chúng tôi đẩy nó lên. Đẩy đi, mang hai cái xốp để vào bên trong đi. Mang hai cái xốp đi. Đấy, cái nữa đi. Và cái khâu vận chuyển tôi rất là cẩn thận, bởi vì một cái sản phẩm làm ra nó cũng rất là công phu, và bây giờ vận chuyển đường xa xôi thì phải để có một cái sự thành công trong một giao dịch thì bắt đầu từ khâu đầu đến khâu chuẩn bị, và đến khâu chuẩn bị hàng đi như thế nào cũng rất là quan trọng. Cho nên là với cái bề dày 26 năm nay thì kỹ sư Đức đã trả đến hàng nghìn chuyến hàng và trực tiếp đi trả hàng, trực tiếp lái và trả hàng. Cho nên tôi rất rõ là cái sản phẩm phải được chuẩn bị như thế nào. Và ngày hôm nay thì chuyến chuyển hàng đi Phú Thọ chúng tôi còn có tủ áo và giường gỗ mun. Đây, tủ áo đang được chuẩn bị đã xong từ ngày hôm qua. Và tuy là cái cửa hàng thì rất là lớn, nhưng mà do là lượng hàng nhiều quá cho nên cái phần đang xếp hàng để đợi lắp lên thì nó quá đông. Và ngày hôm nay sau khi chiếc sập này đi khỏi rồi thì sẽ có chỗ để lắp chiếc khác lên để tiếp tục phục vụ quý vị. Hiện nay đang xếp hàng rất đông. Và sáng sớm nay thì chúng tôi đã chuyển tranh đi Hải Phòng trong clip trước quý vị xem. Một số khách hàng rất là thú vị, bởi vì là trang của Đức Hiền thì luôn được cập nhật liên tục để cho khách hàng, đặc biệt là các cái cửa hàng khách buôn của Đức Hiền luôn nắm được cái kế hoạch là Đức Hiền đang có hàng gì và sắp ra hàng gì, để họ cũng có cái tinh thần là nếu hàng gì Đức Hiền đang có nhiều thì có thể tiêu thụ nhanh hơn. Hiện nay quý vị nhìn qua tôi đang đếm tạm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, riêng ở cái góc này là 6 cái mặt sập. 6 tiếp tục này, 7, 8, 9, và đếm tiếp theo dưới này là 10, 11, 12. Như vậy là 12 cái sập, 12 cái sập còn đang đợi xếp hàng. Chưa kể là ở phía trong kia là 3 chiếc đang đứng xếp hàng đây, chưa có chỗ lắp. Đây, không phải 3 mà là 4. Vừa rồi là 12, đây là 13, 14, 15. Bên này một chiếc mặt nữa là 16. Chưa kể cái đống bên kia. Cho nên là tôi đã giới thiệu là lúc nào ở chỗ đồ gỗ Đức Hiền cũng có từ 50 đến 100 chiếc sập, thì quả là cũng không sai. Và toàn là hàng đặc sắc hết. Toàn cái cỡ như thế này. Toàn hàng vân đẹp. Kể ra trong cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh thì nhiều cái là phải bí mật. Bởi vì nếu cái gì cũng lộ ra hết thì các đối thủ sẽ biết hết cái kế hoạch làm của mình. Tuy nhiên do là đồ gỗ Đức Hiền thì bán hàng toàn quốc. Có lẽ phải già nửa khách hàng là không đến trực tiếp đồ gỗ Đức Hiền. Cho nên là chúng tôi có trách nhiệm là phải thông báo cái hàng đang làm và sắp xong để cho khách ở xa là nắm được cái kế hoạch. Giường ở bên kia, thôi cứ cho tủ lên đi. Sao? Khay giường sang. Được rồi, không sao. Đây là khu B chúng tôi.
hôm nay qua Đức Hiền xin cảm ơn quý vị đã thường xuyên ủng hộ trang của Đức Hiền, và xin quý vị ấn nút đăng ký bên dưới để hàng ngày nhận được những cái thông tin liên tục từ đội ngũ Đức Hiền. Xin cảm ơn.